anh em đang sử dụng xe ô tô mà có bao giờ gặp cái tình trạng anh em vừa thay cái lưỡi gạt mưa này xong mà đi cảm giác là nó vẫn bị mờ kính, và thứ hai là vẫn bị lóa, và khi đi vào chiều tối nha anh em, nó rất là chói đấy. Thì em thì với cái tình trạng này thì nó có rất nhiều nguyên nhân nhá. Thứ nhất đó là cái lưỡi gạt có thể anh em quá bị mòn, nhưng mà em thay rồi em vẫn bị, thì không phải là do lưỡi gạt nữa. Và cái thứ hai, vấn đề thứ hai đó là do cái kính này này, cái kính này của anh em sau nhiều năm sử dụng thì nó sẽ bị xước đấy, nó sẽ bị xước ở cái phần này này, còn theo phần lưỡi gạt này. Thì anh em đi trong cái thời tiết trời mưa gạt không sạch nó bị mờ, và thứ hai là khi mà có vết xước ấy, khi ánh đèn xe đối diện nó chiếu vào thì cảm giác nó chói và nó rất là lóa. À, còn một cái nguyên nhân nữa đó là bị ố kính. Thì thực ra ố kính thì nó chỉ ở trên đoạn này thôi. À, thì em đang sử dụng xe ô tô mà gặp cái tình trạng mà đi cảm giác ở buổi tối rất là khó chịu ấy, bị mờ kính này, bị lóa này, và đi trời mưa gạt không sạch ấy, thì em mời qua Akara Thái Nguyên thì em sẽ kiểm tra miễn phí xem tình trạng kính hoặc gạt mưa nhé, kiểm tra miễn phí nhé. Đấy, thì sau đó sẽ đưa ra cho anh em cái giải pháp mà em sẽ xử lý sao nó hợp lý và nó tốt nhất cho anh em.